Yến Phương, Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 24 tháng 2 năm 2019. Việt TV đang có mặt tại nhà thờ San Barnabas, thành phố Annadel, Virginia để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong chương trình Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 do Trường Việt Ngữ Quang Trung tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Trường Việt Ngữ Quang Trung với số lượng học sinh không nhiều, được chia từ lớp mẫu giáo đến lớp 5. Tuy nhiên, các học sinh của trường tiến bộ nhanh nhờ sự tận tình của các thầy cô giáo. Các em ngoan và lễ phép, sau mỗi câu nói đều kèm theo tiếng dạ thưa. Mục đích trường tổ chức Tết là để giúp các em sinh ra và lớn lên tại hải ngoại, hiểu biết về phong tục và tập quán của người Việt. Trường học của mình nó bắt đầu từ tháng 10, 2002 cho đến bây giờ là coi như là gần 17 năm. Con là trợ giảng cho cô Kim. Wow. Yeah. Con cũng chỉ làm ở đây được 4 tháng. Dạ. Thì con tham gia cùng với trường Việt ngữ Quang Trung, con cảm thấy như thế nào? Và đặc biệt là con là một trợ giảng nữa, thì khi con dạy lại cho các em, cảm giác của con như thế nào? Dạ, con được trải nghiệm việc mà mình là một giáo viên. Cái sự khó khăn của một người giáo viên khi mà đứng trước những em học sinh thì nó có áp lực cho mình, nhưng mà mình phải cố vượt qua và mình sẽ cố gắng truyền đạt những cái gì mà mình biết cho các em học sinh. Chương trình bắt đầu với nghi thức chào cờ Mỹ, Việt và phút mặc niệm. Sau đó, cô Nguyễn Kim, phụ trách trường Việt ngữ Quang Trung, gửi lời chào mừng và giới thiệu quan khách. Kế đến là màn múa lân rộn ràng của đội lân nhà Việt Nam đảm trách. Thật là một niềm vui vô cùng khi mà tới đây dự cái buổi Tết của các em. Nhìn các em mặc áo dài Việt Nam, nhìn các em mặc áo tích thân, nhìn các em hát, xem các em múa thì rất là vui, là tại vì thật ra cái đời sống ở bên Mỹ này rất là khó để mà hướng dẫn các em trở về với những cái điều mà phụ huynh mong muốn. Tại vì các em hàng ngày dùng tiếng Mỹ ở trường, rồi xem TV, rồi tất cả mọi chuyện các em dùng tiếng Mỹ hết. Thành ra đối với tôi, khi các em nói một câu tiếng Việt là tôi thấy vui rồi. Không cần các em phải là học thật giỏi hay là nói cho hay, cứ từ từ một chút như vậy, rồi các em sẽ thấm dần vào cái con người các em những cái điều mà căn bản về văn hóa Việt Nam. Tiếp nối chương trình là phần văn nghệ với nhiều tiết mục, hợp ca, đơn ca, múa. Con có tham gia một tiết mục nào trong cái phần văn nghệ của trường không? Dạ, bữa nay con múa. Múa cho cô Kim với con đọc sáu tá quân. Xuân đến đây tô màu dạng đời, những bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người, người mãi mãi chờ xuân. Đặc biệt là phần sớ táo quân do chính các em học sinh và thầy cô đảm trách. Chuyện trường, chuyện quốc, chuyện học, chuyện ca, chuyện gần, chuyện xa, nhìn chung đều tốt. Chương trình kết thúc vào lúc 7 giờ
30 tối cùng ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong tiệc mừng xuân của trường Việt ngữ Quang Trung. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yến Phương tường trình từ Annadale và Chi nhà.